Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tư Túc Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại mình đây thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những bản tin Tư Túc Nóng Chọn Lọc mà hay nhất trong ngày hôm nay với mọi người. Và bây giờ không làm mất thời giờ của các bạn nữa, chúng ta bắt đầu bản tin đầu tiên. Su-34 Nga phóng tên lửa phá hủy cầu Urena gần biên giới. Video Nga công bố cho thấy Su-34 phóng tên lửa KH-29TD đánh trúng cầu ở tỉnh Chernihiv trong nỗ lực ngăn các cuộc tấn công qua biên giới. Video được quân đội Nga đăng hôm 9 tháng 4 trên Telegram cho thấy đợt tấn công nhằm vào cầu bắc qua sông Sudot ở tỉnh Chernihiv của Urena gần biên giới giáp với Nga. Phóng viên chiến trường Evgeny Bodunny thuộc kênh truyền hình Russia 1 của Nga cho biết đòn tấn công được thực hiện bằng tên lửa KH-29TD phóng từ tiêm kích Su-34 thuộc biên chế quân khu miền Tây. Sau khi tên lửa lao xuống, một phần cây cầu bị phá hủy hoàn toàn, khiến xe cơ giới không thể đi qua. Tài phạm Fighter Bomber của một phi công tập kích Nga nói rằng cuộc tập kích nhằm đối phó các nhóm thám báo thuộc Cổng Cục Tình báo Quốc phòng Urena, do họ thường xuất phát từ vùng Chernihiv để xâm nhập, phá hoại cơ sở hạ tầng tại tỉnh Zhan bên kia biên giới. Cần áp dụng cách tiếp cận mang tính hệ thống để ngăn hoạt động này, trong đó có tấn công hạ tầng giao thông của đối phương ở khu vực biên giới, phi công Nga cho hay. Bộ Quốc phòng Nga vận đội Urena chưa bình luận về thông tin. KH-29 là tên lửa không đối đất được Liên Xô chế tạo từ năm 1980, có tầm bắn từ 10 đến 30 km tùy phiên bản. Tên lửa được trang bị nhiều đầu dẫn như laser, quang học, radar chủ động và ánh nhiệt. Mỗi quả đạn dài gần 4 mét, nặng gần 700 kg, mang đầu nổ nặng 320 kg. Tên lửa KH-29 chuyên dùng để tấn công các mục tiêu lớn, kiên cố như cơ sở hạ tầng công nghiệp, cầu đường, tàu chiến với lực giãn nước tới 10.000 tấn, nhà chứa máy bay và đường băng. Đây là một trong những vũ khí tấn công mục tiêu mặt đất chủ lực của tiêm kích. Tin tiếp theo, Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông. Mỹ thông báo triển khai tàu ngầm hạt nhân mang được 154 tên lửa Tomahawk đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng. Tàu ngầm USS Florida tiến vào Trung Đông hôm 6 tháng 4 và đi qua kênh đào Suez sau đó một ngày. Đây là tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tối đa 154 tên lửa hành trình Tomahawk, được triển khai đến khu vực hạm đội 5 phụ trách để đảm bảo ổn định và an ninh hàng hải. Phát ngôn viên hạm đội 5 Hải quân Mỹ Timothy Hankin cho biết hôm 8 tháng 4. Trung tá Hankin từ chối tiết lộ về nhiệm vụ hoặc lý do Hải quân Mỹ quyết định điều động USS Florida đến khu vực. Hoạt động và hải trình của các tàu ngầm hạt nhân luôn được Mỹ giữ bí mật, do chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương. Vị trí và hình ảnh tàu ngầm chỉ được Mỹ công bố trong một số lần hiểm hoi khi căng thẳng khu vực và quốc tế leo thang. Hạm đội 5 Hải quân Mỹ phụ trách tuần tra eo biển chiến lược Hormuz, cửa ngõ quan trọng bậc nhất của ngành năng lượng thế giới, cũng như eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi Yemen và Biển Đỏ. Động thái diễn ra vài tuần sau khi Washington không kích dân quân thân nhân Tehran ở Syria để đáp trả vụ phóng rocket khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 7 người bị thương. Tôi nhấn mạnh là Mỹ không muốn xung đột với Iran, tuy nhiên hãy chuẩn bị cho khả năng chúng tôi hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân Mỹ, Tổng thống Joe Biden nói ngày 24 tháng 3. USS Florida là tàu hạt nhân lớp Ohio, mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ với lượng giãn nước là 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 mét. Tổng cộng có 18 tàu lớp Ohio được đóng trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1997. Mỗi chiếc mang được 24 tên lửa đạn đạo, Trident và có giá trị tương đương gần 3 tỷ USD hiện nay. USS Florida được Mỹ hoán cải hồi năm 2003, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo và thay bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Nó mang được 124 quả Tomahawk trong 22 ống phóng, nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Toàn bộ số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút. Tin tiếp theo là một tin liên quan tới Mỹ nhưng mà cũng có liên quan tới Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Tàu chiến Mỹ tuần tra tự do hàng hải gần Trường Sa. Hải quân Mỹ điều tàu khu trục hạm Milius đi vào vùng biển 12 hải lý gần đá Vành Khăn bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ thông báo cho biết khu trục hạm USS Milius ngày 10 tháng 4 thực thi quyền tự do đi lại ở Biển Đông và di chuyển vào vùng 12 hải lý quanh đảo Vành Khăn.
Vành Khăn là một trong 7 thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Sau khi thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải, tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực và tiếp tục làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Hoạt động cải tạo và xây dựng công trình không thay đổi được bản chất đá Vành Khăn, đó là thực thể chìm dưới nước khi thủy triều lên và khu vực xung quanh không được coi là lãnh hải. Hoạt động bình thường của tàu Milius trong vùng biển 12 hải lý quanh đá Vành Khăn cho thấy phương tiện Mỹ có thể thực thi quyền tự do đi lại hợp pháp tại khu vực này, thông cáo của hạm đội 7 có đoạn. Mỹ thường xuyên triển khai tàu chiến thực hiện hoạt động ở Biển Đông để thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Hải quân Mỹ phản đối Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng bao quanh toàn bộ vùng biển trong các chuỗi đảo ở Biển Đông. Trung Quốc đơn phương vẽ ra đường chính đoạn, nêu yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 bác bỏ yêu sách này, nhưng Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố không thi hành phán quyết. Cán chiến dịch được coi là phản ứng quyết định nhất của Mỹ theo quy định của luật pháp quốc tế với yêu sách phi pháp mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Hoạt động này tiếp tục được Mỹ duy trì bất chấp Washington đang có nhiều ưu tiên khác, trong đó có khủng hoảng Ukraine. Việt Nam từng nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời ủng hộ quyền tự do hàng hải, hàng không phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước vượt biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và lịch sử, căn cứ, pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Việt Nga đang bành trướng thế giới, đang tấn công Ukraine cũng như có thể là đe dọa khủng hoảng đến thế giới, thì NATO sắp diễn tập không quân lớn nhất lịch sử. Đức thông báo NATO đang lên kế hoạch tổ chức đợt diễn tập không quân lớn nhất từ trước đến nay với 220 máy bay quân sự tham gia. Đợt diễn tập không quân Air Defender 23 của NATO sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 24 tháng 6 tại châu Âu. Lực lượng vũ trang Đức cuối tuần trước cho biết đây là đợt diễn tập không quân lớn chưa từng có trong lịch sử của khối, với tổng cộng 10.000 binh sĩ, 220 máy bay từ 24 quốc gia tham gia, trong đó có Phần Lan, thành viên mới của NATO. Không quân Mỹ huy động 100 máy bay cho đợt diễn tập. Thụy Điển, quốc gia đang chờ gia nhập NATO, cũng sẽ tham gia Air Defender 2. Kế hoạch diễn tập được xây dựng theo kịch bản kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO, chính sách phòng thủ tập thể của liên minh khi bất kỳ thành viên nào bị tấn công. Các phi công sẽ phải đối mặt với tên lửa mặt đất không mô phỏng, thiết bị gây nhiễu điện tử và các mối đe dọa khác. Bunseoe cho biết các nội dung sẽ diễn tập sẽ rất thách thức, nhằm tối ưu hóa hoạt động phối hợp giữa các thành viên và khu vực diễn sức mạnh của NATO. Cuộc diễn tập chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Đức, nhưng theo bản đồ do Bundeswehr cung cấp, không phận các nước Estonia giáp Nga và Romania giáp Ukraine cũng có thể được sử dụng. Trung tướng Michael Law, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tham gia diễn tập, cho biết kịch bản diễn tập không nhắm vào một đối thủ cụ thể nào. Tuy nhiên, ông đề cập tới Moscow trong cuộc họp báo tuần trước. Cuộc diễn tập nhanh chóng tập hợp các thành viên lại cùng nhau thành một lực lượng đáng tin cậy để đảm bảo khả năng sẵn sàng hành động nếu Nga dàn quân ở biên giới NATO. Tướng Law nói, Air Defender 23 sẽ diễn ra sau cuộc diễn tập khác là Defender Euro 23 do Mỹ dẫn đầu, được tổ chức từ 22 tháng 4 ở 10 quốc gia châu Âu với sự tham gia của 9.000 lính Mỹ và 17.000 lính từ 26 quốc gia. Và như thường lệ, bản tin thứ 5 cũng là bản tin hay nhất cũng như là hot nhất của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay. Và hãy biết được bản tin hay, bản tin hot cũng như bản tin nóng chọn lọc hôm nay là gì. Hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ nha mọi người. Tàu sân bay Trung Quốc tham gia diễn tập phong tỏa Đài Loan. Trung Quốc cho biết tàu sân bay Sơn Đông cùng các quan tặc cơ H-6K tham gia diễn tập mô phỏng tình huống phong tỏa đảo Đài Loan. Các quan tặc cơ H-6K mang theo đạn thật đã thực hiện nhiều đợt tấn công mô phỏng những mục tiêu quan trọng trên đảo Đài Loan. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố cho hay, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hàng chục máy bay đã thực hành tình huống phong tỏa trên không với hòn đảo. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, tàu sân bay Sơn Đông cũng tham gia trong ngày diễn tập thứ hai của đợt tập trận 3 ngày mang tên Liên hợp lợi kiếm, nhằm mô phỏng tình huống phong tỏa trên biển với đảo Đài Loan. Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo, được thiết kế dựa trên Liêu Ninh. Tàu sân bay cải hoán từ một tàu tuần dương hạng nặng Varia chưa hoàn thiện của Liên Xô. Trước đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết
đã phát hiện 59 máy bay quân sự và 11 tàu chiến Trung Quốc gần Đài Loan tính đến sáng nay. Trong số đó, 39 máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Tập trận liên hợp lợi kiếm của quân đội Trung Quốc diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông nói đây là hoạt động theo kế hoạch và là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Trong ngày 9 tháng 4, quân đội Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc tiến hành đợt tập trận sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Trung Quốc phản ứng gay gắt với các hoạt động này, cáo buộc Mỹ thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Chính quyền Đài Loan tuyên bố sẽ theo dõi cuộc tập trận một cách bình tĩnh, hợp lý, bằng thái độ nghiêm túc, không leo thang căng thẳng hay tạo ra xung đột. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những tin tức nóng và hay nhất của bản tin tức nóng chọn lọc hôm nay nhé. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một subscribe cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi tụi mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt của cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tin tức cũng như theo dõi tin tức từ nãy đến giờ và ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Và bây giờ thì mình xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.